theo báo cáo nhanh của thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh bạc liêu, tính đến 17 giờ hôm nay, số lượng cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 98,77%. Trong đó, thành phố bạc liêu đạt 97,86%; thị xã giá rai đạt 97,83%; huyện vĩnh lợi đạt 98,64%; huyện hòa bình đạt 98,93%; huyện phước long đạt 100%; huyện hồng dân đạt 99,56%; huyện đông hải đạt 99,33%. 459 trên 551 tổ bầu cử có 100% cử tri trong danh sách niêm yết đã hoàn thành việc bỏ phiếu. 30 trên 64 xã đạt 100% tỷ lệ cử tri để bỏ phiếu, chiếm tỷ lệ 45,31%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững và ổn định, giao thông thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt, tình hình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, nhất là các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu được ổn định và kiểm soát tốt, đảm bảo đủ các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho ngày bầu cử.